Thanh Vân xin ái kính chào quý vị. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thánh Ca Cầu Nguyện hàng tuần của tụi em, được phát sóng vào lúc 7 giờ chiều miền Nam California. Xin chào quý vị và anh Đức ơi, chào cả nhà đi. Xin chào cả nhà thân yêu, chúng ta lại gặp nhau trong một ngày Chủ nhật quen thuộc. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và mong quý vị thương share cho chương trình này cho Johnson & Vân cũng như các ca sĩ và nhạc sĩ ở đây. Và đặc biệt hôm nay xin quý vị chào đón người chị rất là dễ thương, đó là ca sĩ Cam Thơ và anh Huy Hoàng. Một màu rất là cam. Hello, xin chào tất cả quý vị gặp gỡ lại nữa rồi. Hôm nay tuy là ngày Chủ nhật bình thường thôi nhưng khác thường một chỗ. Đây là tuần thứ hai trong mùa vọng. Chúng ta sắp sửa được hưởng mùa Giáng sinh rồi. Hy vọng chúng ta sẽ có một buổi thánh nhạc thật là ý nghĩa. Mời chị Thơ. Cam Thơ cũng xin được mến chào tất cả quý vị đang xem trên trang của Johnson and Vân. Hôm nay rất là vui khi được hai vợ chồng mời Cam Thơ đến để tham gia chương trình Nhạc Thánh Ca này. Nhạc Thánh Ca thì không có lạ vì không có lạ gì đối với Cam Thơ hết. Bởi vì Cam Thơ cũng đã từng hát Nhạc Thánh Ca từ lâu rồi. Và Cam Thơ cũng đã có một cái album về nhạc Chúa không. Và hôm qua cũng làm một cái chương trình nhỏ nhỏ ở trên kênh YouTube Bà Tám Cam Thơ, cũng là chủ đề là Dân Ngài với chị em và bạn bè của Cam Thơ. Một cái chương trình rất là nhỏ nhưng mà rất là vui. Thì hôm nay Vâng, xin mời Vâng. Xin cho bớt cái volume cái phone lại. Không quên giới thiệu đến quý vị một gương mặt cũng đã quen thuộc với nhóm của tụi mình, đó là nhạc sĩ The Pianist, Giang Vũ. Chào cha Trần Quốc Bảo. Hôm nay tưởng đâu cha không có lên được tại vì cha đi họp, mà cha cũng đã lên kịp giờ để mà coi chương trình của tụi con. Cảm ơn cha rất nhiều. Em chào chị Bé Phương. Dạ, con xin kính chào cha Trần Quốc Bảo. Cha Trần Quốc Bảo là người giúp tụi em làm chương trình đó chị Cam Thơ. Cha giúp tụi em rất là nhiều. Nếu mà không có cha thì tụi em không có làm nổi mấy chương trình này đâu. Dạ, con xin chào cha. Con xin chào cha Domenico Trần Quốc Bảo. Sẵn hôm nay con xin cảm ơn cha rất rất nhiều đã giúp đỡ cho chúng con thực hiện những cái chương trình này. Nếu không có cha thì tụi con không thể nào làm được những cái chương trình này đâu. Xin được cảm ơn cha rất là nhiều. Và kính thưa quý vị và các bạn, Hà Thanh Vân đã được cha Trần Quốc Bảo chỉ dẫn cho biết rằng trong Chủ nhật thứ hai của mùa vọng hàng năm, Kitô hữu được nhắc nhở để nhìn lại cuộc sống tâm linh mình để từ đó có thể sửa đổi xứng đáng cho chúng sinh vào cư ngụ. Phúc âm của Chủ nhật thứ hai mùa vọng dùng hình ảnh của con đường và việc sửa đường thay lối để nói lên một cách cụ thể việc đổi mới tâm hồn trong khi đón chờ Chúa đến. Hôm nay qua những lời thánh ca, chúng ta hãy cùng nhau hợp lòng cầu nguyện. Xin Chúa giúp chúng ta can đảm làm lại mọi nẻo đường trong tâm hồn mình. Xin cho những nẻo đường ấy được êm đềm như sự an tĩnh trong nội tâm, êm ái như lòng kiên nhẫn, sự bao dung và sự cảm thông với tha nhân. Và như thế những nẻo đường tâm hồn có thể luôn dạt dào hanh thông trong tình yêu Thiên Chúa. Từng trời hãy đổ sương mai, ngàn mây hãy mưa Chúa công bình. Để bắt đầu cho buổi thánh ca cầu nguyện hôm nay, kính mời quý vị và các bạn hãy mở rộng lòng với tâm tình hướng lên, mong đợi Chúa qua nhạc phẩm Lời Vọng do Linh Mục Nguyễn Thái sáng tác. Thank you.
tầng trời hãy đổ sương mai, ngàn mây hãy mưa đấng công bình. Ngàn dân mong Chúa đến cứu đời, mong phúc ân cao vời xóa tan cơn sầu vơi. Trần gian bao âu vô sầu, bóng tối đang nhuộm màu, cầu Chúa đến Chúa ơi. Tầng trời hãy đổ sương mai, ngàn mây mau mưa người công chính. Tầng trời hãy đổ sương mai, ngàn mây hãy mưa đấng công bình. Hồn con trong mong Chúa mỏi mòn, khao khát Chúa muôn vàn, đấng ban muôn bình an. Thành tâm cầu kinh con nguyện cầu, tiếng hát con vang vọng, đợi trong Chúa, Chúa ơi. Tầng trời hãy đổ sương mai, ngàn mây mau mưa người công chính. Tầng trời hãy đổ sương mai, ngàn mây hãy mưa đấng công bình. Hồn con trong mong Chúa mỏi mòn, khao khát Chúa muôn vàn, đấng ban muôn bình an. Thành tâm cầu kinh con nguyện cầu, tiếng hát con vang vọng, đợi trong Chúa, Chúa ơi. Tầng trời hãy đổ sương mai, ngàn mây mau mưa người công chính. Tầng trời hãy đổ sương mai, ngàn mây hãy mưa đấng công bình. Tầng trời hãy đổ sương mai, ngàn mây mau mưa người công chính. Tầng trời hãy đổ sương mai, ngàn mây hãy mưa đấng công bình. Wow, hay quá. Cảm ơn chị Cam Thơ, anh Huy Hoàng, anh Danh Vũ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Quý vị ơi, quý vị thấy giọng hát chị Cam Thơ sao ạ? Trời ơi, khen quá trời nè. Thả tim quá nhiều rồi. Không, cũng lần đầu tiên em nghe chị hát thánh ca đó, hát live đó. Quý vị ngồi ở bên đó, ở ngoài cái bên phía bên kia của cái camera này thì không biết như thế nào, tức là mình nghe bằng cái điện thoại hay là cái iPad đó thì như thế nào, nhưng mà anh em chúng tôi ở đây mỗi người có một cái headset cho nên là nghe trực tiếp luôn. Nghe đã. Rất là sung sướng với cái giọng ca với nhà, và hát thánh ca nữa. Yeah, em lại chưa bao giờ nghe chị hát thánh ca đó. Hôm nay em mới nghe.
beautiful, hay quá. Không, nói chung thì ở đây nghe trong lỗ tai thì thấy ai hát cũng hay hết trơn. Không biết phát ra Thanh thì Vân sao. Coi như là Hà Thanh Vân là hát thì khỏi chê rồi. Cái giọng rất là trầm ấm và rất là hay, rất là tình cảm, rất là phù hợp với nhạc thánh ca, cho nên chị khuyên em nên hát nhạc thánh ca suốt đời nha. Chị khuyên em, chị khỏi khuyên, bây giờ tuần nào em cũng hát mà, tuần nào em cũng sẽ hát. Em rất là nhiều người động viên cho em, cho nên là em hát em cũng thấy thích lắm, thấy được khen nên thấy sướng lắm, cho nên là sẽ hát mỗi tuần tặng cho cả nhà. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì trong tuần vừa rồi có rất nhiều người gửi những bài hát cho Vân. Cho Bảo cũng gửi và rất là nhiều người gửi nữa, cho nên là Vân đã chọn bài và đưa cho mọi người trong nhóm cùng nghe và cùng tập. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hôm nay mình có 398 người đang xem. 400 rồi. Ồ, 400 rồi, nhanh thế. Mà cả nhà ơi, có ai share cho mình chưa? Một lần nữa xin, xin quý vị ơi, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình. Và xin quý vị thương, giống như thương mọi lần trước vậy đó. Hôm nay thương nhiều hơn một tí xíu. Share cái chương trình này cho tụi mình, cảm ơn rất là nhiều. Hôm nay thể theo lời yêu cầu của cha Bảo là Vân ơi, mặc cái gì nó nổi lên cho con. Dạ, hôm nay con rất là nổi. Con như một cây chuối. Cảm ơn cha rất là nhiều. Nhưng mà con cũng không thể nào mà Vân nổi lại bằng chị Cam Thơ. Chị ơi, chị rất là cam nha chị. Chị rất là cam. Nhưng mà hình như là cái màu cam này nó cam quá, cho nên hắt lên cái mặt nãy giờ nhìn ở trong cái điện thoại thì nó hơi bị cam luôn. Nó rất đẹp, rất đẹp lắm chị, đẹp lắm. Vậy rồi hả? Chị rất là chị lung yên linh. Tâm lúc đầu vào là đã quyết định là tìm khắp nơi nhà có đủ đèn hay không, chị phải đẹp nha em. Dạ dạ vâng, chị rất đẹp. Chị ơi, em theo em biết thì hình như nhạc sĩ Lê Quang, ông xã của chị đang theo dõi chương trình. Đúng rồi, trước khi đi đã dặn rồi, anh nhớ vô coi nha anh. Anh Quang share chưa nè? Anh Quang ơi, em chào anh, tụi em chào anh. Tụi em biết là anh thời gian qua anh vất vả quá, nhưng mà em tin là mọi chuyện sẽ qua. Em chúc anh sức khỏe và khỏe hơn nữa. Lúc nào cũng thấy anh cười, dù bất cứ chuyện gì đi nữa, thì em vẫn mong là anh luôn được như vậy. Anh là đại ca của em, giống như em luôn luôn nói như vậy đó. Em thành thật, mong anh khỏe và một ngày nào đó anh có thể tới đây chung vui với tụi em. Dạ, chúc anh Quang thật nhiều sức khỏe nha. Anh nhớ xe nha anh, trời ơi, người ta chúc anh là chúc anh quá share. Trời mà không xe là không được, cái này giống như bị ép á, bị ép á. Và để trở lại chương trình, thưa quý vị, Cố Linh Mục Vũ Khởi Phụng từng là một thành viên của ban Hallelujah từ thập niên 70, trong đó có các linh mục nhạc sĩ Thành Tâm, Trần Sĩ Tính, Vương Đình Tài, Hoàng Đức và Tiến Lộc. Cha cố Vũ Khởi Phụng không sáng tác nhạc nhiều lắm, nhưng Ngài là tác giả lời Việt của nhiều bài hát thánh ca ngoại quốc rất nổi tiếng. Nhạc phẩm sau đây là một bài thánh ca của Kitô Hữu Da Đen với lời Việt của cố linh mục Vũ Khởi Phụng. Bài mang tựa đề Mong Chờ Giê-xu nói lên tâm trạng thiết tha của nỗi mong chờ Chúa đến biến đổi tâm hồn. Dòng đời trôi bao tháng năm qua rồi, chuyện buồn chuyện vui cho tôi mãi mong chờ. Dòng đời trôi theo nắng sớm mưa chiều, rồi ngày nào tôi biết yêu thương nhiều vì được gặp Giê-xu. Maranatha, Maranatha, và hàng đêm tôi vẫn khêu ngọn đèn đợi chờ Giê-xu. Và sau đây xin mời quý vị cùng nghe ca khúc Mong Chờ Giê-xu qua tiếng hát của anh Huy Hoàng. Dòng đời trôi bao tháng năm qua rồi, chuyện buồn chuyện vui cho tôi mãi mong chờ. Lòng chờ mong không biết đến bao giờ được gặp Giê-xu. Dòng đời chờ
tìm gần tìm xa nghe như vẫn tiêu điều. Rồi ngày nào tôi sẽ yêu thương nhiều vì gặp Giê-xu. Chân ai đưa nát tan cho đời, tìm gần tìm xa nghe như vẫn tiêu điều. Rồi ngày nào tôi sẽ yêu thương nhiều khi gặp Giê-xu. Người ở đâu man mác bốn phương trời, dặm ngàn trời mây muôn hoa lá mong người, và hằng đêm tôi vẫn kêu ngọn đèn đợi chờ Giê-xu. Sung lắm á, nhiều nhờ mà nó gì đó dòng đời trôi mà nhớ không? Dạ đúng rồi. Hồi nhỏ công nhận anh này hát hay ghê ha. Tại vì anh Hoàng đưa cái bài này tới tay em xào nó loạn sang ngầu lên. Anh Quốc anh xào lại. Đúng vậy. Đây quý vị vừa mới nghe, quý vị vừa mới nghe cái bài Mong Chờ Giê-xu, giống như chị Cảm Thơ nói đó, là nếu chúng ta là người Công giáo đi lễ hàng năm cái mùa vọng chúng ta sẽ nghe bài này. Đúng rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên quý vị nghe cái bài Mong Chờ Giê-xu qua phần hộp soạn lại của nhạc sĩ Johnson Quốc Nguyễn.
Không biết có hay hay không mà chỉ cần nhìn có tim thả như vậy. Quý vị nghe cái mùi, à? Quý vị nghe mùi Trung Đông liền đúng không? Mùi rắp, mùi rắp. Không phải Trung Đông đâu, em bỏ một tí Jerusalem trong đó. Jerusalem là Trung Đông đấy. Nhưng mà cái bài này hai anh em mình cũng đã ráng tập ngày hôm qua. Nhưng mà hôm nay trong cái lúc cái bài mong chờ Giêsu này em thật sự mong chờ anh tới đó. Tại vì anh Hoàng hôm nay bận cho nên Hoàng tới rất là trễ. Mình mong anh Hoàng tới để cái này đi lại những cái bố cục của cái bài này. Tại vì cái bài này nó đơn giản như vậy nhưng mà nó thật sự không có đơn giản. Nhưng mà cũng may quá, chắc nhờ Kinh Chúa sáng soi. Nên Hoàng chúng tới ta sớm đã, mà. chúng ta đã hoàn thành cái bài này. Em rất là lo khi mà đánh bài này đó anh Hoàng. Em lo cho anh đó. Cảm ơn Chúa. Chắc là có cha cầu nguyện cho con. Cảm ơn cha. Cha Trần Quốc Bảo đang cầu nguyện cho tất cả mọi người. Cho nên là quý vị nào có những ý chỉ cầu nguyện, quý vị cứ comment lên, cha nhất định sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Cảm ơn cha rất nhiều. Và hồi nãy đến bây giờ chúng ta chờ đợi một người ca sĩ đã có mặt hôm nay rất là đẹp rồi. Mà bây giờ mình cần phải chờ đợi thêm để nghe giọng hát. Thì bây giờ tiếp tục sẽ là tiếng hát của chị Cam Thơ. Nhạc phẩm Bờ Đá Xanh Tạ Tội là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Vi Hạ. Lời bài hát này gọi mời chúng ta trở về cùng Chúa sau những tháng ngày tâm hồn ta đã đi xa Chúa và đã lao đao trong những nẻo đường của cuộc đời. Bài hát này sẽ được ca sĩ Cam Thơ trình bày sau đây. Chị ơi, chị tâm tình chút xíu về bài hát này đi. Sao chị lại chọn ca khúc này? Bài hát này thì cũng là một bài hát nằm ở trong album Xin Tri Ân của Cam Thơ, ra mắt cách đây cũng mấy năm. Và Cam Thơ rất là thích bài hát này bởi vì cái bài hát này nó đi với Cam Thơ trong những cái khoảng thời gian từ lúc còn bé tới lớn luôn. Và những anh chị trong gia đình, như 7 chị em gái lúc nào đi ra Đức Mẹ hoặc là gặp nhau thì đều là hát cái bài hát này hết. Wow. Cho nên là hát cái bài hát này rất là nhớ lại những cái tuổi thơ của mình. Và lúc mà mình đi lễ, mỗi tuần mình đều đi lễ và hát cái bài này rất là thích. Và Cam Thơ nghĩ là cái bài hát này ai mà là người có đạo thì ai cũng phải biết cái bài hát này hết, đúng không anh Quốc Huy Hoàng? Dạ đúng, cái bài này rất là quen thuộc. Gì đó kêu bằng gì thánh, tên thánh là gì? Em là Phêrô. Em là Gioan Bautista. Ủa vậy giống anh Quang. Anh Quang cũng Gioan Bautista. Rồi ok, xin mời bây giờ xin mời mọi người cùng thưởng thức bài hát Bờ Đá Xanh Tạ Tội. Như viên đá xanh ngủ yên giấc mộng lành, con say tiếng ca quên tình người bao la. Trong nỗi ước mơ bờ môi khẽ tạ tội, vâng vâng Chúa ơi dương chân này trời vơi. Cho ân tình đây ngọt môi xây đàn ca, như cơn lốc xoay làm nên kiếp đọa đầy. Con như ngất ngây trên đường chân vui say, tay ôm khói hương người đâu vắng đêm trường, không mang nhớ thương cho hôm đây tơ vương. Con giữa
giơ cao tay xin tạ lỗi những ngày đã qua theo chân loài người lên án cha hiền hòa con giơ cao tay xin lần nữa những lần thứ tha cho ân tình đầy ngọt môi xoay đàn ca. Quá. Cảm ơn, hay cảm quá. Cảm ơn, rất nhiều. Em chỉ nghe ở trong CD của chị thôi là em mê cái giọng chị rồi. Nhưng mà bây giờ Vân phải công tâm, Vân nói là chị hát live hay hơn CD. Ủa vậy? Không. Tại vì có thể là CD mình phải không, uống nắng. Em nói vậy con chừng phải... chị bán CD không được. CD. Chị hát live hay hơn trong CD luôn. Tại vì có thể là cái CD mình uống nắng, mình phải... theo đúng rồi, mình phát nhẹ nhẹ lại, nhưng mà khi bây giờ như chị tống ra hết bao nhiêu cái tâm hồn của chị, cái người nghe cũng chết liệm theo luôn, đúng không cả nhà? Không phải đâu, nhiều lúc nhờ âm thanh nữa. Có lẽ ít quý vị biết đến nữ ca sĩ Cam Thơ, nghĩa là ca sĩ hay Cam Thơ hát nhạc đạo hay, nhưng mà nên nghe Cam Thơ hát nhạc Pháp. Chị rất là nổi tiếng về những nhạc Pháp. Và lần đầu tiên chị em mình gặp nhau đã là lâu lắm rồi chị. Đúng Cam rồi, ở Canada. Và chương trình đó rất là lớn, có Mỹ Tâm, có Quang Dũng, có đầy đủ và ban nhạc của em chơi. Mười mấy năm, 20 năm chưa? Dạ, yeah, dạ, yeah, cũng cỡ đó đó. Lúc đó anh Quang còn đẹp trai lắm. Giờ đỡ rồi. Giờ đỡ và... nhiều. Anh em ác dễ sợ. Chị Cam Thơ đi qua Canada. Canada cũng có mấy cái tình nói tiếng Pháp đó. Mà chị Cam Thơ hát tiếng Pháp xuất sắc. Cảm ơn. Rất là nhiều người đam mê. Rất là nhiều người không, actually em biết chị trước là bởi vì em nghe nhạc Pháp của chị. Em rất là thích. Nhưng mà bây giờ ngày hôm nay em biết thêm được nữa là chị Cam Thơ hát nhạc thánh ca rất là hay. Cảm ơn. Em sẽ theo em thỉnh giáo tại chị. Tại sao mình không tìm một bài thánh ca nhạc Pháp nhỉ? Trời. Không, không, không. Em sẽ để dành chị Cam Thơ cho một chương trình nhạc Pháp. Yeah. Mình sẽ làm một chương trình nhạc Pháp sau này nha. Phải mời chị Thơ cho bằng được. Mọi người nhớ ủng hộ cho ủng hộ cho kênh trang Pen Johnson and Vân nha. Và bây giờ mình phải thắng lại khoảng chừng vài giây để mình coi cái khán giả có share cho mình chưa. Cả nhà ơi, cả nhà có share cho tụi em chưa? Hôm nay cô Vân đã bắt đầu làm MC khá được chút xíu. Mà bữa em run lắm chị. Bữa nay em đỡ run hơn là tại có chị, có mọi người ở đây ủng hộ nên bây giờ em đỡ đó. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, mọi người share giúp tụi em chương trình để mọi người cùng biết tới và cùng vào cầu nguyện cùng chúng ta và cha Dominico Trần Quốc Bảo nha.
mấy lúc trước em chúng ta cũng chỉ có 300-400 người xem thôi, nhưng mà cái số share cũng 300-400 người đó. Người ta thương mình đến độ đó đó, mong rằng quý vị vẫn thương nhóm của tụi mình như không phải mình giỏi đâu mà tại mình được thương. Cảm ơn quý vị rất nhiều, quý vị vẫn tiếp tục ủng hộ tụi em. Và kính thưa quý vị và các bạn, có một động lực làm cho Vân mở lòng để tìm hiểu đạo Chúa và dự định gia nhập đạo Công giáo là bởi vì Vân cảm thấy rằng qua nhiều hồng ân mà Chúa đã ban cho đời mình, Thiên Chúa yêu thương mình rất nhiều. Và khi đọc Kinh Thánh, Vân nhận ra có một định nghĩa về Thiên Chúa rất đơn giản nhưng đầy đủ. Thiên Chúa là tình yêu. Chúa là tình yêu. Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đày. Ngài đã ban con một cho trần thế. Và Ngài hằng mong luôn mời gọi chúng ta đi vào để cảm nghiệm tình yêu của Ngài. Và bây giờ chúng ta hãy lặng suy về chân lý đó qua nhạc phẩm Chúa là tình yêu, một sáng tác rất hay của linh mục nhạc sĩ Trọng Nhân. Và bài hát này cũng là một yêu cầu của chị Sarah, Vân cũng xin gửi tặng cho chị cũng như tất cả quý vị ca khúc Chúa là tình yêu. Chúa là tình yêu,
đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế. Sống bình an, Ngài hằng mong chờ, luôn mời gọi người người sống yêu thương nhau, để tình yêu Ngài mãi tràn lan trong tình chúng ta, yêu nhau sống vui an bình. Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế. Ta sống bình an, Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình em đã đáp xuống cái sao sao bắt đầu đánh khác vậy, không phải em hát bài này anh hồi hộp quá, tại vì cái bài này là cái bài Vân mới nghe ngày hôm qua thôi, cho nên là ráng tập, tại vì muốn hát tặng cho chị Sarah, tại vì chị Sarah cũng là một cái người rất là yêu thương ủng hộ hai đứa tụi em trong thời gian qua, chị cũng là một cái động lực rất là to lớn để tụi em quay lại chương trình, cho nên là muốn tặng cho chị mà chắc hát không đạt rồi. Hôm qua tại vì anh tập cho em không có kỹ, em đã quen theo những cái nốt mà em nghe và lúc khi tập anh có sửa lại cho em không, cái nốt này, đó cái giai điệu nó hơi khác một tí cho xíu cho nên cái khi hôm nay hát rồi cái nốt đó nó sai đi tí xíu thì anh hồi hộp quá khi mà cái nốt xong đó anh đó, đi về nơi xa luôn anh bị hoang mang một chút xíu, nói chung là hai đứa tụi em hơi đi xa chút xíu. Cảm ơn quý vị rất nhiều, tim vẫn thả, tim vẫn cái thả. Cái version này là chắc chị mới nghe đúng không? Cái bài này thường ít có nghe với guitar lắm nhỉ. Dạ. Không, nhưng mà cái bài này cũng mới nghe lần đầu luôn. Bài này không có lần. Em tưởng có một mình em mới nghe thôi, chị cũng mới nghe. Bài này không biết luôn. Không biết bài này không có lần lắm. Hay lạ. Dạ. Chỉ là cái cách đánh nó khác đi, nó khác ở trong nhà thờ thôi. Cho nên là nhưng mà overall cũng good. Cho nên nếu mà em hát có chật có sai mọi người bỏ qua nha, em mới nghe thôi, cho nên là ráng cố gắng lần sau Vân sẽ hát tốt hơn. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Kính thưa quý vị, trong đời sống con người trần thế luôn còn đó những lời mong chờ và hy vọng. Trong những mong chờ đời người, chúng ta vẫn đang đi tìm hạnh phúc vô biên. Trong những tìm kiếm và thao thức của lòng người, chỉ một bên Thiên Chúa là đấng có thể lấp đầy. Và như vậy, phải chăng suốt hành trình đời sống của chúng ta vẫn luôn hướng về và trông đợi Chúa đến với mình? Và mùa vọng nhắc nhở chúng ta về mỗi trăn trở và nỗi mong chờ đó. Chúng ta hãy cầu nguyện với bài hát sau đây, nhạc phẩm ngoại quốc của Didier Rimmel, do Jay Bình truyền lời Việt với tựa đề Trông Đợi. Và bài hát này sẽ được thể hiện qua tiếng hát của anh Huy Hoàng. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
sẽ ra. Và trong thời gian chờ đợi ban nhạc kiếm bài thì xin quý vị tiếp tục ủng hộ, yêu thương và share cái chương trình của tụi em ra để nhiều người biết thêm và vào cầu nguyện và nghe thánh ca với tụi mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Em cảm ơn chị Yến Lê. Em cảm ơn chị Huyền Trân kìa. Chào chị Tám Cam Thơ kìa. Xin chào những người fan của bà Tám Cam Thơ đang ở trên chương trình nha. Cảm ơn rất nhiều Huyền Trân. Hello. Cảm ơn chị Mai. Trời cao nghe trăng chân gian khấn van mưa nguồn ơn cứu chuộc đồng lương không xương nay đã héo hát mong bước chân người lại tháng năm vẫn chưa phai ghi ta lời mình giao đính ước giờ linh thiêng ngóng trông ân tình chan chứa vui thỏa lòng yêu đương lòng còn chờ mau xin Chúa xuống lạy Cha khoan nhân trần gian vắng sao lạnh lùng đêm phủ đầy lầm than cô đơn ai thấu những nỗi cay đắng thân tu đây khấn xin Chúa uy an thoa dịu ngàn đau thương khốn khó xin nung đốt bao tâm hồn thêm mến yêu phụng thờ yêu đương lòng còn chờ mau xin Chúa lạy Cha khoan nhân trần gian khóc than trong bàn tay ác thần ngày đêm trông mong xin đấng xuống vinh thắng
chân lý soi tỏ đời. Yêu đương lòng con chớ mong, xin Chúa xuống. Yêu đương lòng con chớ cho tất cả mọi người. Sao mày để mà hồi hộp quá. Đây cũng là version của Johnny. Johnny cũng ngày hôm qua cũng soạn ra, hai anh em ngồi tới 2 giờ sáng để làm sao cho cái bài này nó lạ tí xíu. Mà có sáng tạo ghê ha. Hay, hai anh em siêng lắm, hôm qua hai anh em rất là siêng tập tới khuya đó. Với lại siêng gắn cây thông lên, đúng không? Thế là mình không có cây thông. Cảm ơn Hoàng. Vì vậy mà khán giả phải chắc chắn phải ủng hộ cho chương trình của Johnson và Vân, bởi vì hai người trai tài gái sắc, người con trai thì đờn quá hay, rồi còn phối nhạc, rồi còn hát cũng hay nữa, rồi làm cái này tùm lum tùm la quá trời giỏi luôn. Rồi Vân thì hát thì khỏi nói rồi, khỏi chê rồi. Cho nên mọi người ráng nha, nhớ ủng hộ cho hai người, và cũng kêu bà con dòng họ gì đó, bạn bè gì coi, kêu hết kêu, vô kêu, ủng hộ kêu, chứ kêu luôn cả bà con dòng họ luôn á chứ. Trời ơi chị Thơ thiệt là dễ chứ thương. Một mình ủng hộ đâu có đủ đâu. Một mình phải là, được có một cái phải bà con dòng họ của hai bên luôn á. Nội ngoại hai bên. Quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin quý vị hãy follow and like cái trang fanpage Johnson and Vân để quý vị sẽ được thông báo chương trình mỗi tuần của tụi em. Và chắc chắn sẽ có một ngày tụi em sẽ làm một chương trình nhạc Pháp và phải mời cho bằng được chị Cơm Thơ trở lại với chúng ta. Có mời ca sĩ nhạc Pháp qua không? Ai quên ở bên Pháp qua không? Có luôn đó. Có luôn hả? Thưa quý vị, chúng ta sẽ trở lại với chủ đề của mùa vọng, là mùa của sự quay lại. Thưa quý vị và các bạn, linh mục nhạc sĩ Kim Long là một trong những cây đại thụ của nền thánh nhạc Việt Nam, với nhiều bài thánh ca phổ biến trong các thánh lễ. Nhưng cha Kim Long cũng có một sáng tác tuy không phải là nhạc phụng vụ dùng trong thánh lễ, nhưng cũng rất có ý nghĩa trong các cái tâm tình cầu nguyện. Chúa đã không lầm khi Ngài tạo dựng nên con người. Ngài không tiếc khi ban tặng con người tình yêu. Vì cho dù bao lần yếu đuối, mỗi khi chúng ta thành tâm thống hối là Ngài lại thứ tha. Sau đây là nhạc phẩm Chúa Không Lầm của linh mục nhạc sĩ Kim Long qua tiếng hát của ca sĩ Cam Thơ. Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được cứu mang trong tội lỗi. Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáp tình, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa con mang thân thể nặng nề, là con luôn mê mải trần thế. Nhưng lòng Chúa qua
cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo, dù đời giạt trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, một khi hơi thở chưa tàn là đời chưa qua khỏi sầu oan. Chúa không lầm khi Ngài dìu con đi, dù rằng đời con bao thấp hèn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh. Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây dũng cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nóng. Nhưng lòng Chúa dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Quá hay, quá hay. Nghe cái bài này thật là cảm động. Thứ nhất là vì cái lời lẽ của cha Kim Long đã đụng chạm tới trái tim của chúng ta qua cái bài này rất là nhiều năm nay rồi. Dù cho bao phen con yếu đuối, Ngài vẫn thứ tha, tức là mình lỗi lầm bao nhiêu đi chăng nữa, mình cũng sẽ được tha thứ. Có phải sung sướng quá không quý vị? Chúng ta làm con của Chúa thiệt là sung sướng. Thiệt là sung sướng. Lẽ ra ngày hôm nay cái bài này là của chị Cam Thơ hát, nhưng mà chị Cam Thơ mời Vân thôi, hai chị em mình hát chung bài này đi. Đúng rồi. Cho nên là tập sơ qua cái hai chị em hát với nhau luôn. Cho nên là hy vọng là cả nhà mình sẽ không, thích. Mà anh thấy chị Cam Thơ á, đã có cái tầm như thế này nè. Là hồi nãy đó, thường thường chúng ta coi những cái lời hay là những cái bài hát ở trên mạng nó lâu lâu trao sau thì thất bổn, cái lời nó sẽ bị sai đi. Nhưng mà Cam Thơ hát không sai chữ nào hết đó nha, cho tới bây giờ không sai chữ nào hết. Hình như bài này cũng trong CD album của chị, cho nên là chắc chị thuộc lòng luôn rồi phải không? Chị hát luôn hát thuộc lời nhiều lắm, không có thuộc nổi đâu, nhưng mà cũng có chút chắc, chút chắc chỗ nào là biết liền chắc chỗ nào biết liền. Và kính thưa quý vị, Chúa ơi, hồn con xin phó thác trong tay Chúa. Mỗi khi vui mừng hoặc những lúc con lắng lo, vì thế con xin phó thác những nỗi buồn vui và những đớn đau trong kiếp người sẽ mau phai tàn cùng với tháng năm chóng qua. Vì thế con xin phó thác vẫn luôn còn đó tình Chúa đã mến yêu thế trần, thập giá kia hy sinh thân mình để cứu độ muôn người. Vì thế con xin trọn vẹn phó thác đời sống con để theo lời yêu cầu của quý vị và các bạn
lời cầu nguyện sắp tới của chúng ta tối nay sẽ là tâm tư phó thác qua một sáng tác của Kiều Linh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe sau đây phó thác. Hay quá.
Vâng, à, vâng em hát cái bài này nhiều lần lắm rồi phải không? Thì chắc 3-4 lần. Anh nghĩ, anh nghĩ là cái bài này em có thể mua được 3-4 căn nhà đó. Cái gì? Sao vậy? Thì đi hát đi, mua được mấy căn nhà gì cái bài này đó. Lâu lắm mới nghe lại bài này. À. Bài quá hay luôn. Không, vâng, hát cái bài này mấy lần rồi đó chị. Nhiều lần lắm rồi. Mà ai cũng yêu cầu, cái chương trình nào cũng yêu cầu cái bài này hết. Là đi mua nhà được rồi đó. Thực ra cái bài này là một cái bài Vân cũng cảm được rất là... rất là sâu sắc, tại vì có những lúc cái đời sống của mình trải qua những cái khoảnh khắc mình buồn tuổi, mình cũng giống như có những cái năm mà Noel giống như vậy nè, Vân cảm thấy buồn là mình không có ai bên cạnh, mình phải đi hát và mình phải phục vụ cho những cái người khác được vui vẻ trong cái mùa Noel, nhưng bản thân mình lại không có ở gần gia đình và có những lúc mình rất là buồn. Và có, cũng có những cái khoảnh khắc mình cảm thấy không có quý trọng cái đời sống, cái cuộc sống của mình. Cho nên là khi mà Vân nghe cái bài này, Chúa ơi từ đây con sẽ mến yêu cuộc sống này, mãi đến phút giây đời mãi vĩnh viễn xa cách con. Có nghĩa là làm cho mình cảm thấy mình yêu đời hơn. Mình biết là Chúa yêu thương mình biết là cuộc đời này còn rất là nhiều những tình yêu thương. Chúa lúc nào cũng yêu thương mình. Cho nên là cái bài em này... mà ca sĩ mà em được đi hát là Chúa thương em lắm rồi. Chúa thương em lắm. Mùa Covid là mà hát đều đều hàng tuần rồi. Tuần nào mình cũng hát. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ quý vị ơi, quý vị yêu thương và ủng hộ tụi em share cái chương trình ra nha. Tại vì hôm nay chị Cam Thơ hát hay như vậy mà không có nhiều người biết tới là uổng lắm luôn á. Đâu phải dễ đâu mà mình bắt chị Cam Thơ được lên cái chương trình của mình ngày hôm nay nhỉ. Chắc chắn là hôm nay bảo đảm là sẽ có rất là nhiều lượt share và cho cái trang của anh Quốc và Vân. Bởi vì mấy ngày nay á, Cam Thơ lên trên YouTube làm clip nào cũng quảng cáo cái trang của Johnson và Vân hết trơn á. Lúc nào cũng nói quảng cáo thì không nói rồi nha, mà còn viết trên cái comment đầu tiên ghim lên trên đầu nó, mọi người nhớ ủng hộ vô cái trang gì của Johnson Vân đó, lúc nào cũng nói chứ. Cảm ơn chị nhiều lắm. Quý vị nếu mà gặp Cam Thơ ở đây có tiếng là bà Tám Cam Thơ đó. Chị lúc nào cũng ngoan vậy đó. Nhưng mà thật sự quý cực vị kỳ ạ, dễ thương luôn. Khi mà quý vị thấy trong thời gian vừa qua gia đình chị có những cái thời gian rất là đen tối phải không chị? Em có nghe nói hơi đen chút xíu. Mà thật sự khi em tới thăm anh Quang đó, thì em thấy một Cam Thơ khác hẳn. Một Cam Thơ rất là trau chuốt và lo cho gia đình từng ly từng tí. Thật sự hôm đó em tới em xúc động lắm. Dạ, em thấy xót lắm luôn. Thấy đại ca của em suy sụp quá nhưng mà vẫn nụ cười đó còn đó. Nhưng mà cái đặc biệt hơn đó là sự chăm sóc của chị. Dạ. Rất là chu đáo cho gia đình. Ngồi trên xe lăn mà lúc nào cũng miệng cũng cười rất là tươi. Ăn đồ ăn của người đẹp Cam Thơ nấu thì thôi rồi. Đó, bữa đây em nhìn thấy cũng muốn ăn lắm, hấp dẫn quá trời. Em thấy một khía cạnh khác, một Cam Thơ khác. Yeah. Em biết là không dễ đâu. Khó lắm. Em cũng từng trải, chị biết chuyện của em mà. Em cũng từng trải. Em cảm được cái sự khó khăn của cái người phải lo. Và em thật sự phục chị lắm. Đã lo cho đại ca của em. Làm chị Thơ khóc rồi. Thực sự khi mà qua được đến nhà của chị, thấy chị chăm sóc cho anh ngồi trên chiếc xe lăn và suy sụp rất là nhiều. Thì thực sự thương thì tất cả mọi người đến đã an ủi cái người bệnh nhiều lắm. Nhưng mà thực sự lúc em về em nói là tại sao mọi người lại quên mất một cái người chăm sóc người bệnh, một cái người bỏ rất là nhiều tâm tư, thời gian và tình cảm của mình, phải yêu thương dữ lắm mới làm được cái điều đó. Tụi em thực sự rất là phục chị, rất là nể chị. Và cho tới ngày hôm nay, thực sự mỗi ngày anh Quốc anh về anh cũng hay nhắc với em. Cho nên là thương lắm. Xin cha Trần Quốc Bảo đang cùng với ta đồng hành trên cái livestream này, xin cha có một lời cầu nguyện cho nhạc sĩ Lê Quang, là ông xã của chị Ngọc và chị Cam Thơ đây, sẽ sớm được lành bệnh hơn và khỏe trở lại.
Xin cảm ơn Quốc và Vân đã đến thăm anh Quang. Thì tất cả mọi thứ gia đình của Câm Thơ cũng đều là phó thác nơi Chúa hết. Tất cả đều mình phải phó thác thôi, mà mình cũng phải sống vui vẻ cho dù có cái gì xảy ra. Trong cái lúc mà những cái chuyện không hay đã xảy ra với chính bản thân em tại Việt Nam, thì em thật sự là em nợ anh Quang, em nợ anh Quang một ân tình mà em không bao giờ trả nổi. Anh Quang đã ở đó và lo lắng cho em. Những cái lúc mà em không còn ai, những cái lúc em xuống tận cùng đã có anh Quang. Cho nên nếu mà anh Quang coi á, em cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ em thấy được anh Quang có một người bạn đời lo cho anh Quang chu đáo như vậy, em rất là vui. Tuyệt vời luôn. Cảm ơn chị nhiều lắm. Và bây giờ mình trở lại chương trình nha. Và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục cảm nghiệm tâm tình trong mong và chuẩn bị tâm hồn cho Chúa đến qua mầu nhiệm Giáng sinh với bài ca Mây ơi mưa xuống do Linh Mục Nguyễn Duy sáng tác.
khi khấn nguyện cùng Chúa thôi. Thắp sáng lên bình minh chói ngời, cho say mê đưa con đi về đời thánh ơn. Lạy trời thương đói mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người. Đấng cứu tình ngài hãy giáng sinh, dung ơn an bình ngàn dân tôn kính. Đừng trì hoãn nữa, xin đến cứu độ mọi mòn trong Chúa. Đôi mắt hãy lễ mờ, Chúa Chúa ơi, tình con thiết tha vững tin nơi ngài, ngàn năm chẳng lạy trời thương đói mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người. Đấng cứu tình ngài hãy giáng sinh, xuống ơn an bình ngàn dân tôn kính. Đừng trì hoãn trong Chúa, đôi mắt hoen lễ mờ, Chúa Chúa ơi, tình con thiết tha vững tin nơi ngài, ngàn năm chẳng phai. Chúa Chúa ơi, tình con thiết tha vững tin nơi ngài, chẳng phai. Hai cái bài này có câu mắt quá. Mắt hoen lệ mờ, cái mình cũng cảm thấy đây cái người bên cạnh, cái người bên cạnh nãy giờ hai đứa mình làm sao chị Cam Thơ ngồi khóc cả bài kỳ luôn quá. Mắt hoen lệ mờ luôn rồi, may là không đeo lông mi giả chứ thôi rớt rồi. Một cái người này là thực sự hôm nay lần đầu tiên em thấy chị khóc đó. Chị Cam Thơ là cái người vô cùng hoạt bát cả nhà. Có chị mít ướt lắm, chị mít ướt chị gồng thôi, chị gồng không vậy là lần đầu tiên thấy khóc thiệt luôn đó. Lần đầu tiên thấy khóc ở ngoài cũng giống như là ở trên mạng, chưa bao giờ thấy lúc nào cũng như một con búp bê, cũng cười cũng giỡn mà ngày hôm nay mới thấy chị xúc động. Không, trong cái tình huống của chị không thể nằm không mạnh mẽ. Công nhận không? Đúng rồi. Mình bắt buộc mình trong cái đó. Tỏ ra mạnh mẽ. Tỏ ra mạnh mẽ. Mà chị Cam Thơ còn tỏ ra nguy hiểm nữa cơ. Còn tỏ ra nguy hiểm nữa. Nguy hiểm không? Không có. Nhìn nguy hiểm lắm nhưng mà thật ra vô cùng yếu đuối. Đụng cái nãy khều nhẹ thôi là khóc hết trơn rồi. Dễ khóc mà cũng dễ cười. Dễ khóc dễ kệ cười. Đi vừa khóc vừa cười, người ta thường nói gì ăn ta nói đừng ăn lung tung thôi thôi. Ăn bún bò Huế. Ăn bún bò Huế. Không ăn 10 cục mất. Trời, nhưng mà hôm nay anh của anh Quang khỏe nhiều rồi phải không chị? Ừ, khỏe. Mình nói cho khán giả mừng rồi, anh Quang đã khỏe lại nhiều. Tuần sau ảnh đã có cái chân để anh đi rồi. Yeah. Không, sao anh Quang không, có cái chân không mới? Gì nói là hôm nay cách đây mấy bữa lên trên cái YouTube đó của cái channel của ảnh là ảnh đã khỏe rồi. Anh nói chuyện rất là dõng dạc. Anh cũng gồng đó chứ. Thật sự, anh Quang ơi, em biết anh gồng đó. em nhìn thấu trong anh đó nha. Nhưng mà không sao, mình cần phải như vậy. Anh được rất là nhiều người yêu thương và có một gia đình tuyệt vời. Anh you're gonna be okay. Thôi không, mình bỏ qua chuyện này đi ha. Giờ mình nói chuyện bài hát đi. Công nhận là những cái bài hát nhạc Thánh Ca nó nghe nó hay ghê ha. Nhất là những cái lúc mà bè, bài nào mà Cam Thơ nghe có bè này kia vô là tự nhiên thích à. Bởi vậy cho nên là những cái bài hát mà Thánh Ca mà chị kêu em hay hát chung với chị đó
để cho chị bè thôi chứ không có gì trơn. Bài hát mà có bè này kia nó mới hay, bởi vì mấy cha mấy linh mục hay sáng tác những cái bài hát để mà giống như ca đoàn hát có bè này kia vô. Thôi được rồi, em sẽ bè cho chị nguyên đêm nay. Còn có vài bài đòi nguyên đêm nay chắc muốn hát tới sáng hay sao. Thực ra cũng có vài lần em thấy chị có một cái giống em, là mỗi một lần là chị có những cái chuyện buồn, những cái chuyện mà chị bị gặp khúc mắc chị hay đến với mẹ đúng không? Đúng rồi, nói chung là buồn khi không buồn gì cũng đến đó. Cũng đến với mẹ. Em thấy không nhiều phải lần là mình buồn mình mới đến, những lúc vui cũng đến luôn. Vui buồn cũng đến, mốt hai chị em đi chung nhỉ. Em cũng hay đi nhiều khi cả 12 giờ đêm là em lọc tọc em đi ra cái ngoài điều đó. Điều đó khó đó. Thường thường là chúng ta cứ gặp khó khăn gian nan gì mình mới tới với mẹ thôi, nhưng mà vui mình cũng mới tới luôn. Cái điều tới đó khó làm lắm đó. Và cái bài hát này là thật ra không có trong chương trình ngày hôm nay, nhưng mà tại vì có quá quá nhiều người lời yêu cầu đến cho chị Cẩm Thơ, cho nên là Vân yêu cầu nhiều nhất đó nha. Vân yêu cầu nhiều nhất tại Vân rất là thích chị Cẩm Thơ hát bài này. Cho nên là xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Lắng Nghe Lời Chúa qua tiếng hát của ca sĩ Cẩm Thơ. Con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa cũng như theo Chúa. Con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hăng dõi bước. Lời Ngài đun chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng trở về và vâng theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hăng dõi bước. Lời Ngài đựng chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời. Xin cho con vững bước đi
vào đời truyền giáo cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu, cho môi con thắm mắt cười lời Ngài được đem cho thế giới, cho đôi tay sáng ơn trời trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Tươi quá, bài hát tươi tắn đúng quý là. Quý vị có nghe cái bài này Cam Thơ hát với một cái tổng phổ khác không? Rất là khác, nó lạ lạ. Thường thường cái bài này mình hay hát là xin cho con biết là cái giống như ngày hôm qua Cam Thơ có post một cái chương trình trong cái kênh YouTube Bà Tám Cam Thơ thì cũng có một cái bài này luôn, cũng có bài là xin lắng nghe lời Chúa luôn, hai chị em Cam Thơ Cam Thao hát thì cái tổng phổ nó khác, giống như là cái điệu nó khác. Nhưng hôm nay hát lại thì đổi cho nó khác. Nhưng mà nghe cũng được đúng không? Nó trâu chuông hơn. Những bài thánh ca quen thuộc quý vị từng nghe. Và với cái sân khấu này có lẽ nó sẽ không được hay đâu. Nhưng mà bảo đảm nó sẽ có một sự khác biệt. Không lẽ bây giờ tụi mình cứ ngồi khen nhau hoài như thế này sao? Nhưng mà thật sự hay thật đúng không cả nhà? Rất là hay. Nhưng mà hôm nay phải nói một điều là anh Johnson bữa nay đánh đàn cực kỳ hay. Lại nghe nữa. Mấy bữa trước không hay. Thật sự bữa nay tự nhiên em thấy anh đàn hay hẳn luôn á, nó thật luôn á. Khán giả khen quá trời nè. Không thể không lên tiếng được. Nói hay thì không được, mà lại có thể nói là đỡ dở hơn mọi ngày. Biết tại sao rồi đó. Không, hôm nay mình cảm thấy mình nhẹ gánh hơn được một tí xíu. Thông thường thì em phải lo trên nhiều trời dưới đất, âm thanh ánh sáng, nút này nút kia tùm lum hết. Bữa nay có thằng em trai hôm nay có đó. Em Nguyên cảm đã Nguyên lo nha. Cho anh cái phần video là chút cho anh một cái gánh nặng rất là nặng. Và cảm ơn Roland cũng luôn là một cái người tech support cho mình bất cứ lúc nào. Roland's always there. Thank you Roland so much. Và anh Cang nữa. Anh Cang ơi, thank you so much. Tội nghiệp lắm, hồi nãy trước khi chương trình của mình bắt đầu, anh Quốc về nói, em ơi, sao tự nhiên âm thanh nó tiệt luôn. Bây giờ anh không biết sao nữa, cũng may là Roland đã gọi và giúp chị làm âm thanh lại, cho nên cảm ơn Roland rất là nhiều. Vậy mà tưởng là có đại ca coi, không dám đánh dở. cũng có thể cũng đó có chị, thể chứ. Cũng có thể, đại ca đang xem cho nên là đâu có dám đánh sai cho đâu. Cho vợ đại ca hát nữa. Đúng rồi. Thử đánh sai coi, trời ơi. Đánh cho em thì đánh sai được, chứ đánh cho vợ của đại ca đâu có dám đánh sai. Càng quá. Cảm ơn quý vị rất nhiều, vẫn tiếp tục yêu thương, ủng hộ và share cho tụi em. Hôm nay cái livestream của mình ở cái phần comment nó bị cháy máy rồi. Cháy máy. Toàn là thấy cam ở trọng không à. Chị Cam Thơ đặc biệt rất là thích màu cam, đúng không chị? Đúng rồi, Cam Thơ mà. Có một cái này Vân bực mí, hôm bữa hai đứa em chạy qua thăm nhà của anh chị, đi kiếm khắp nơi, anh Quốc nói em ơi, anh không nhớ nhà nào hết, bây giờ gọi anh Quang chưa được, gọi anh chưa trả lời. Hai đứa đi kiếm khắp nhà, em nói chị Tanh thắng lại, em nghĩ cái nhà này nè, vô đúng thật cả nhà, nguyên một cái bình bông rất cam đằng trước, một màu cam chói lóa. Người tên Cam nên yêu màu cam luôn vậy đó hả? Tên Cam Thơ là tên thật của chị luôn hả? Đúng rồi. Đúng rồi, chị của chị là Cam gì nữa? Cam Ly, Cam
Mi, Cam Linh, Cam Thanh, Cam Thao. Oh my god, so cute. Wow. Cam hết luôn. Cam wow. Hết luôn. Wow. 7 trái cam. Vậy bây giờ ở quận Cam luôn. Ở ngay quận Cam luôn. Rất là dễ thương. Cảm ơn chị rất nhiều. Và thưa quý vị và các bạn, trong kho tàng thánh nhạc Kitô giáo trên thế giới, có một bài thánh ca đã trở nên phổ biến khắp nơi vì đã có bề dày thời gian 1.200 năm. Thật vậy, O come Emmanuel, lạy đấng Emmanuel, xin hãy đến là một tác phẩm xuất phát từ lời cầu nguyện của các đan sĩ ẩn tu từ thế kỷ thứ 8. Lời nguyện ấy đã thường vang lên trong các buổi kinh chiều suốt một tuần trước lễ Giáng sinh. Từ nguyên tác Latin, bài hát đã được dịch qua Anh ngữ lần đầu tiên vào năm 1861. Lạy Thiên Chúa Emmanuel, xin hãy đến giải thoát dân Ngài. Dân đang u sầu, cô đơn, nơi chốn lưu đày. Hãy vui lên, Chúa của ngươi sẽ đến với ngươi. Hãy vui lên. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng động tâm hồn mình, trở về với không gian tĩnh mạch của các tu viện cổ kính và dâng lời cầu nguyện qua bài O Come Emmanuel qua tiếng hát của anh Huy Hoàng và anh Johnson. Oh,
Sân vận động á, người ta vỗ tay quá trời xong cái lát ngưng lại cái hát tiếp. Thì cái bài này ngày hôm qua là mình plan là mình gài mà. Mình gài phải không? Dụ được hai chị em mình. Dụ được rồi. Không biết dụ được khán giả không, mình, dụ được mình hai chị em khán mình. Giả nhưng mà cuối cùng lại là ca sĩ của mình. Thiệt là tình. She remember what I told you đúng không? I know nhưng mà biết sao không? Hai chị em mình bị gài á chị. Mình chưa có xong phải không mà có hai cái người rồi có hai cái tiếng động hai bên lỗ tai của mình. Xong mà cái tiếng động nó nghe nó êm tai lắm là ủa sai quá vậy. Cho nên là mình có cảm hứng hơn nữa. Em lại lo lắng là anh sẽ trở lại một khúc nữa. May quá. Tóm lại là hai chị em mình bị gài á. Công nhận nghe bài này tôi nhớ thằng gù nhà thờ Đức Bà. Yeah. Ui, nghe hay hả? Thấy dễ sợ luôn. Lúc mới giới thiệu là giọng với giọng ca của Huy Hoàng và Johnson là biết là chắc chắn là bài này hay rồi. Mà chỉ biết cái bài này á, là bề dày lịch sử là 1200 năm rồi. Wow, cái chị. Bài hát này hồi xưa là những cái đan sĩ tu sĩ sáng tác. Giống như là đó. Nhạc kịch á. Yeah. Đúng rồi, đúng ở trong rồi. Beautiful. Thằng gù nhận thức bà ghê ha. Ghê thiệt. Bài này nó lâu đến nỗi mà không biết tác giả là ai luôn. Không biết yeah. luôn. Nó chỉ là ra. Cái hint thôi. Yeah. Tức là cái bài ca tụng ở trong nhà thờ vang ra rồi cho từ cái người dân những cái tu viện cổ kính người ta viết lại rồi truyền cho tới chương trình này hay dễ sợ. Trời em nổi da gà luôn đó, em nghe em nổi da gà. Có hai nam ca sĩ hát quá trời hay luôn. Mà hai nữ ca sĩ cũng được. Khen mình hơi không, kỳ. Chương trình này đáng lẽ mình phải đổi là chương trình khen. Hai nữ ca sĩ cũng được phải không cả nhà? Đúng rồi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, thấy nhiều trái tim quá trời. Tim nhiều, khán giả vẫn trong suốt một giờ đồng hồ qua vẫn ngồi chờ đợi và vẫn tiếp tục nghe những bài hát tiếp của mình. Khán giả mình rất là dễ thương. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
Chắc hôm nào gần Noel mình hát lại bài này nha anh Hoàng, mà em muốn hòa âm lại một cái gì đó thêm tí xíu nữa. Mới lạ hơn. Em muốn có một cái tiếng chuông của cái nhà thờ cổ ngày xưa. Nếu như mà mình có thể kết hợp với tiếng đàn cò nữa thì hết ha. Không, đàn cò thì nó qua bên East quá rồi. Lấy đàn tranh luôn đi. Em muốn có một tiếng chuông vọng ra từ một cái nhà thờ cổ nào. Nói nữa là anh Quốc anh đem như cả đàn bầu. Anh này là anh chơi nhiều loại đàn lắm. Đúng rồi đó. Có chương cũng có tiếng chuông rồi đó. Có tiếng chuông nhà thờ rồi. Có tiếng chuông rồi. Bây giờ mình chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi chúng ta sẽ hết chương trình. Thưa với quý vị, Chúa con ơi, con biết rằng Ngài đã đến. Đến thương con nên sinh ra trên dương trần. Chúa con ơi, rồi mai này Ngài lại đến. Ai trung thành được chi phúc vinh quang. Thưa quý vị và các bạn, tối nay chúng ta đã cùng thưởng thức các bài thánh ca để nhìn lại những nẻo đường hiện tại của tâm hồn mình và hướng lên cùng Chúa. Cảm tạ Chúa đã cho chúng ta ngồi đây còn lắng nghe được nhau và cầu nguyện chung với nhau. Xin tri ân Ngài. Trước khi kết thúc và tạm biệt mọi người, vâng, xin mời các anh chị ở đây cầu xin Chúa ban cho quý vị và các bạn cùng gia đình một tuần lễ mới nhiều an bình thể chất và tâm hồn trong tình yêu của Ngài. Hôm nay đây cũng như hôm qua và mãi ngàn sau vẫn thế, Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình yêu. Chúng ta hãy cùng dâng lời cầu nguyện cuối qua tâm tình đó trong nhạc phẩm Xin Tri Ân do linh mục nhạc sĩ Thành Tâm sáng tác. Chúa con ơi, con biết rằng Ngài đã đến. Đến thương con nên sinh ra trên giường trần. Ban cho Ngài nguồn vui phúc thiên thai. Cho những ai đang nặng vai chốn lưu đày. Xin tri ân con cảm ơn Ngài. Yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương. Chúa con ơi, con hiểu rồi, Ngài đã chết. Chết cho con, chết hy sinh trên thập hình. Cho cuộc đời vơi đi nỗi thương đau. Cho khóc than, cho hờn oán sẽ phai tàn. Xin tri ân, xin tri ân con cảm ơn Ngài. Yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương.
Chúa con ơi, rồi mai này Ngài lại đến, đến kêu con, đến bên con, bên mọi người. Ai trung thành được chia phúc vinh quang trong nước Cha, nơi tiệc thánh sống thanh nhàn. Xin tri ân, xin tri ân, con cảm ơn Ngài. Yêu thương con, yêu thương con không mơ không bến. Hôm nay đây như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương. Xin tri ân, xin tri ân, con cảm ơn Ngài. Yêu thương con, yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương. Chúa vẫn là Thiên Chúa, Thiên Chúa của tình thương. Cho Cam Thơ hỏi là chương trình của mình là chương trình này là chương trình thứ 6 hả? Dạ chương trình. Mới có 6 chương trình thôi. À, Thánh Ca là 5 chương trình rồi. Yeah. Dạ. Ủa chứ chương trình cái một cái kia là cái gì? Hôm nay là chương trình thứ 6. À yeah. Hôm nay là thứ 6 là Thánh Ca hết hay Thánh là Thánh Ca hết, có một chương trình là tụi em làm một chương trình Thánh Ca. Bữa đó là một cái ngày hết đặc biệt tí xíu. Đặc biệt chút xíu. Nhưng mà tụi em commit vào làm Thánh Ca. Dạ. Yeah. Huy Hoàng là hát lần thứ mấy rồi? Huy Hoàng hát lần thứ 7 rồi. hát ở đây mỗi ngày luôn. Ủa không, chắc em cũng được bao nhiêu lần? 4 ba, lần. 3-4 lần. 3-4 lần vậy rồi. Dạ. Thật sự anh Huy Hoàng là một người rất là chịu chơi và rất là thương hai đứa mình. Luôn luôn ủng hộ hết mình. Không bao giờ đòi hỏi, không bao giờ cần cái gì in return cả. Chỉ cần kêu anh Hoàng là sẽ có anh Hoàng. Vậy hả? Dạ. Yeah. Anh em rất là dễ thương, chỉ có điều phải hầu hạ ông dữ lắm, ông hấu anh lắm. nhìn Huy Hoàng như lần đầu tiên cũng hình như là có thấy ở đâu rồi, nhìn mặt quen lắm mà không có nhớ là gặp ở đâu. Chị được không muốn gặp này đâu, khi chỉ có tội phạm ra tòa này kia mới gặp ông thôi. Ông anh Hoàng làm thông dịch viên cho tòa án á chị. Bây giờ mình khai hết luôn ha. Khai luôn đi. Không, thì bây giờ chị phải cho em địa chỉ nè, để em tới em ăn cơm mỗi ngày thì thời 3 tháng sau là mình quen thôi. Mà sao hát hay dễ sợ luôn á. Không, anh hay trời, là anh giúp những người Việt Nam của mình mà không biết tiếng Anh đó chị. Vào tòa án á, là khi mà vào tòa mình không biết tiếng Anh thì mình cứ liên lạc anh Hoàng sẽ thông dịch viên cho chúng ta. Dạ, chương trình chúng tôi sẽ quay lại sau phần thông tin thương mại và quảng cáo. Cảm ơn quý vị và rất là nhiều, hồi nãy giờ cũng có gieo cho tụi em chút đỉnh quà để gửi cà phê cho anh chị em trong nhóm. Cảm ơn quý vị, nếu mà quý vị ủng hộ tiếp thì tụi em mới có kinh phí để mà tiếp tục những cái chương trình kế tiếp nữa. Cảm ơn những món quà của quý vị. Và lẽ ra cái bài hồi nãy của mình là cái bài mình kết thúc chương trình hôm nay rồi. Nhưng mà có một bài em nghĩ là ai cũng biết hát nên em bonus khán giả. Tại có rất là nhiều người muốn nghe lại bài này cho nên là cũng thật cả sự nhà ra mình là cùng nghe lại nguyên nha. Cái chương trình này mình chưa bao giờ hát bài nào của mẹ cả. Cho nên em nghĩ tới ngay bài này. Bây giờ xin vâng. No, em định là không giới thiệu. Nhưng mà cả nhà mình hát chung với tụi em nha. Xin quý vị cùng hát nha. Nhạc phẩm xin vâng. Tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai
tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đời con dõi nói đường đi phố đê bóng tối. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Cảm ơn Chúa, mình đã xong rồi. Bây giờ mình tới nhà chị Cam Thơ ăn thôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị một đêm ngon nhất. Yeah. Quý vị ở Việt Nam một ngày mới, ở châu Âu một ngày mới bình an. Ở Việt Nam một buổi trưa hạnh phúc. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Yeah. Xin quý vị ủng hộ cho Johnson & Vân. Và cũng xin quý vị đừng quên follow and like cái Facebook của tụi em là Johnson & Vân. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you and good night. Thank you. Cảm thơ cũng Cảm thơ cũng xin cảm ơn hồi nãy giờ rất là nhiều khán giả trên kênh của anh Johnson và Vân khen Cảm thơ rất là nhiều. Cảm thơ cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị các bạn một ngày gần đây mà không biết ngày nào vậy. Không, em sẽ bắt cóc chị Cam Thơ. Quý vị comment thật là nhiều để tối nay chị sẽ về, chị sẽ coi và chắc chắn là chị sẽ phải quay lại với tụi mình chị ạ. Vâng, em chắc, ép luôn. Dĩ nhiên sẽ có một ngày đó nhưng mà không biết ngày nào, thì hẹn gặp lại một ngày gần nhất ha. Gần nhất. Xin cảm ơn. Ngày nào đó mình nói chữ merci đi ha. Yeah, all right, we. Yeah. Một all đêm right. Giờ Pháp cho chị Cam Thơ. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào Chủ nhật tuần sau cũng vào lúc 7 giờ miền Nam California. Thank you. Thank you and good night. Bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.